Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, trao thưởng và hỗ trợ ban chuyên án 523 Công an thành phố vì có thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Đến thăm và chúc mừng chiến công của ban chuyên án 523 Công an thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn thành phố, được ban chuyên án triệt phá thành công, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an Đà Nẵng trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại niềm tin chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Qua vụ án này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị công an thành phố tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, đặc biệt là vùng giáp ranh, ngăn chặn kịp thời việc thẩm lậu ma túy vào thành phố. Đồng thời mong muốn các ngành chức năng sớm điều tra mở rộng, đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh để răng đe các đối tượng. Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá bắt quả tang hai đối tượng cầm đầu là Trà Văn Công 32 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và Đặng Quang Hiếu, 25 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, là chân rết của công thu giữ được 9 kg ma túy đá và ketamin đang trên đường đưa vào địa bàn thành phố Đà Nẵng tiêu thụ. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận mua số ma túy này tại Quảng Trị đem về Đà Nẵng, bán cho các đầu nậu và con nghiện với mục đích kiếm lời.